Đề kiểm tra số 2. Bài 1. Đọc đề. Viết số thích hợp vào ô chấm. Số nhiều. Đáp 1, đáp 2, đáp 3, đáp 4. 8, 11. Đáp 11, đáp 12, đáp 13, đáp 14. Bảy mươi sáu, bảy mươi tám, tám mươi. Tiếp tục. Trừ bao nhiêu cái? Trăm, đám sáu, đám đám bảy sáu, đám sáu, bảy sáu, bảy mươi tám, bảy mươi tám, bảy sáu, 80, rồi tới số bao nhiêu? 80, 82, 82, 82, 82, 84, 8, 84, 84, 84, 85, 86, 86, 88, 90. Bài 2. Viết số thích hợp. Số hạng là số mấy? Số hạng là số 9. Rồi số hạng tiếp theo là số 6. Vậy thì tổng là bao nhiêu? Tổng. Tổng là phép gì? Tổng là phép cộng. Rồi lấy mấy cộng mấy? Lấy 9 cộng 6 bằng nhiêu? Lấy 9 cộng 6 là bằng 15. 15 thì viết 15. Rồi 77 hả? 7 7 mà còn 3 ra 10 là 15. 7 là bằng 14. Đúng. Tiếp. Câu B, viết số thích hợp. Số gì? Số bị trừ, số trừ hiệu. Hiệu là phép gì? Hiệu là phép trừ, số bị trừ là số trừ. Rồi bây giờ lấy 17. 17 số như... trừ mà lấy số. Lấy 13 trừ 7. 13 trừ 7 còn 13. Nhiều? 13. 13 trừ 7. Bằng 16. Bằng 6. Bằng 6. 6, 6, 12, 13. Rồi 6. 15 trừ 8. 15 trừ 8. 15 trừ đi 8. 8. Bằng 17. Bằng mấy? Bằng 7. 7. Nói lộn. Rồi bài 3. Đúng thì ghi đờ, sai ghi sờ. Vậy 9 cộng 7 bằng 17 đúng hay sai? Dạ sai. Sai. 9 cộng 7 bằng 16. Rồi 13 trừ 8 bằng 6 đúng hay sai? 13 trừ 8 bằng 6. 3. 13 trừ 8. 8. Sai. Sai. 16 trừ 9 bằng 7 đúng hay sai? Đúng. Đúng. Cuối cùng là đúng. Đúng. Rồi. 35 cộng 10 bằng nhiêu? 35 cộng 10 bằng 45. 45 cộng 2. 45 cộng 2 bằng 47. 42 trừ 12. 42 trừ 2 47 trừ 12 bằng 30. 30 trừ 8. 30 trừ 8 bằng 2. Đấy. Giảm bên mượn bên hàng chục.
Bởi vì 0 trừ 8 được không? 0 trừ 8 đâu có được. Tôi mượn 10, lấy 10 trừ 8 là bằng 2. Viết 2 trả 1, mượn là phải trả. Lấy 3 trừ 1 còn 2. Rồi đọc đề. Thùng thứ nhất. Thùng thứ nhất có 16 lít. Lít dầu. Dầu. Thùng thứ hai ít hơn. Ít hơn. Thứ ít hơn thùng. Thùng thứ nhất 2 lít dầu. 2 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai. Thùng thứ hai. Thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? Lít dầu ít hơn à, để ý cái chữ ít hơn. Ít hơn là phép gì? Ít hơn là cái gì? Ít hơn là số. Ít hơn là phép gì? Phép trừ. Phép trừ. Trừ thì lấy số lớn trừ số bé. Số lớn là nhiều. 16 trừ đi 2. Trừ đi 2 bằng nhiêu? 16 trừ 2. 16. 16 trừ đi 2 bằng 4. Bằng 14. 14 lít dầu. Là hồn thứ hai là 14 lít dầu. 14 lít dầu. Dầu cho một cách cho. Rồi đáp số. Đáp số là 40 lít dầu. Đáp số là nhiêu? 40 lít dầu. Số đó là 40 hả? Số nhiêu? 14 lít dầu. Trên kia. Rồi lời giải là gì? Số gì? À, số số lít dầu. Số lít là thùng thứ 2 có là 2 có là 2. Có bao nhiêu hình tam giác? Ba, mình chỉ thấy được 2 hay 3 nữa. 3. Có phải 3 không vậy? 1, 2, 1 tam giác lớn là 3. Chỗ sao? Không có sai nữa. Xin chào các bạn, mình là Hân và... Vẫn 7 điểm. Hả? Bạn sai 2 cái đi kia, đi kiếm. Là bài toán đố chứ gì? Bài toán đố nó không chịu sao? Đúng chứ ba. Bài toán đố không điểm nè, nó không có chịu. Bài toán đố không điểm. Tại vì biết sao mà nó không có bài hiểu. Này bài này làm mình mất ba bài toán bài đố. Đại bài trong này mình làm bạn đúng. Được 1 điểm. Bài trong này đó. Bạn được 0 điểm. Thì ít hơn là làm phép trừ, trừ thì lấy số lớn trừ số bé. Bài này được 1 điểm. Ủa, cái bài nào được 2 điểm? Bài này được 2 điểm. Bài này được 2 điểm. À, sao bài này, bài nào cũng được 2 điểm? Đặt tính rồi tính. 54. 54. Cộng. Cộng 36 bằng 6 cộng 4 là bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 cộng 3 là 8, nhớ 1 là 9. 90. 27 cộng 63 bằng 7 cộng 3 là bằng 10, viết 0, nhớ 1. 6 cộng 2 là 8, nhớ 1 là 9. 54 trừ
18. Bốn trừ tám không được, phải mượn 14 trừ 8. 14 mà trừ cho 8 bằng 6, trả 1. 1 88 trừ 49. 8 trừ 9 không được thì phải mượn 18. 18 trừ 9 là còn 9, trả 1. 8 trừ 4 là còn 4, trả 1 là còn 3. 8 mất. Muốn tính số bị trừ, ta lấy hiệu là 52 cộng cái số trừ là 36. 2 cộng 6 là bằng 8. 5 cộng 3 bằng 8. X là số trừ. Muốn tính số trừ, ta sẽ lấy số bị trừ, trừ cho hiệu. 2 trừ 5 được không? 2 trừ 5 không được. Phải mượn 12 trừ 5 là còn 7. Viết 7 trả 1. 9 trừ 4 là còn 5. Trả 1 là còn 4. Trong một cửa hàng, trong một ngày, cửa hàng bán được 56kg đường. Trong đó, buổi sáng bán được 27kg. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường? Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường? Vậy thì số kg đường buổi chiều bán được, buổi chiều bán được là 56 trừ 27 bằng 29 kg. Đáp số 29 kg khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng. 6 cộng 4 là 10, 18, viết 8 nhớ 1. 2 cộng 3 là 5, 6, nhớ 1 là 7. 6 trừ 2 là còn 4, 14, trừ cho 8 thì còn 6, viết 6 trả 1. 6 trả 1. 3, 7 trừ 2 là còn 5. 5 trừ 3 là còn 2, trả 1 nữa là còn 1. 16. Hình vẽ dưới có bao nhiêu hình tam giác, tứ giác, tam giác trước đi. 1, 1, 2, 3, có 3 hình tam giác, mấy hình tứ giác? 1, và cái này nữa là 2, 2, phép, viết phép tính có hiệu bằng số trừ. Có hiệu bằng số trừ 9. Viết phép tính có hiệu bằng số
số pi trừ gì thì 9 trừ 0 bằng 9 ra. Vậy đi rưỡi nó bị sai bài toán đố nữa chẳng chẳng đâu ba hình tam giác hai hình tứ giác không đúng hai hình tứ giác à đây là một nè nó là một rồi mà hai hình nè nó tới ba hình tứ giác và ba mấy giác và hai hình ba hình tứ giác bị sai bài toán đố nữa nè nên chỉ được 8 điểm thôi đó 7 điểm rưỡi tạm biệt.